Hay gì cái kèn hả? À. RAM 4GB chứ. Nè. Kéo ra. À đây. Thì đó, tao nói có cái gì đó mở ra đây nè. Cái này nó hơi cứng. Biết rồi, cái này nó hơi cứng. Nè, nó móc vào nhau nó hơi cứng. Không, cái này chưa chưa tháo ra luôn, cái này chưa tháo. Cái này chỉ bậy vậy thôi nè, nó dính, nó hàn dính nè, thấy không? Cái này phải mở cái đầu này ra. À, bạn nào kể thuê thì nhớ inbox nha. Sao đi với tao được hả? Cái gì đi với mày, đi với tao kiểu gì hả? Mày tính sao mà đi vậy ta? Mà cũng gần nè, cuối đường với Phương này chứ nhiêu xe cộ gì, nghĩ sao mà đi được với tao hả? Mắm với nhóc vứt đâu? Ủa chết cha, thằng nghe điện thoại, thằng không để ý, không chấp thuận gì hết. Không, mình kiếm đồ cho thằng Thi tí nó mà. Đồ nó ở dơ quá, 10 ngày nó giặt lên hết đồ mặt rồi. Đánh ván nữa chắc mình vô mình bắn nó xuất kích. Nói chung cái Elo mà 10 trận đầu nó ảo ảo lắm. Nhưng mà nói chung là mấy ông cứ thắng càng nhiều càng tốt để cải thiện cái Elo ảnh. Còn nó khi các bạn đánh xong 10 trận đầu nó rank gì thì mình cũng chịu, đâu quan trọng đâu. Bây giờ mấy ông đánh xong 10 trận đầu đâu phải mấy ông để đó, mấy ông tới cuối mùa ông đánh tiếp, nếu ông thắng 10 trận đầu thì Elo ông cao, ông đánh dễ lên. Còn mà mình đâu có đảm bảo là đánh thắng 10 trận đầu xong nó sẽ lên rank gì, mà mình đâu có biết được. Thi này mũi nó bị, nó mũi nó bị ung thư rồi, địch thúi như vậy mà nó không quạt qua mà nó không xi nhê gì. Ý nào rồi đánh ván nữa, 10 giờ 10 rưỡi rồi, đi đi sớm làm gì. Bóc luôn đi. Vườn xịp 7 màu đúng không? Vườn xịp được 7 màu đúng không? Xịp 7 màu chắc. Nè, có quà xin chắc tôi chắc. Ôi, xịp 7 màu nặng dữ vậy. Thì chắc thằng này nó mua 10 cái xịp 7 màu tặng cho thằng Thi á. Không, nó mua 10 cái, nó mua 7 cái xịp mỗi cái một màu. Mày nên mặc màu hồng Thi à. Mày nên mặc màu hồng á Thi. Này là sinh nhật của thằng Thi ốc chó. Mà sinh nhật của mày với thằng anh tao trùng nhau á. Thằng anh tao cũng 9 tháng 12. Mua cái đang chừng 500 triệu tặng rồi. Ăn cũ quá. Sao không được để chân kỷ niệm
Nhóc hồi nãy con anh Châu à, các bạn nghĩ làm sao mà một mình làm ra một đứa được, phải có ai nữa chứ. Trời, bình tĩnh em, bình tĩnh. Cái gì vậy? Sao đứa hai đứa mày chia tay lâu dứt quá vậy? Sao kỳ dữ vậy? Nói thiệt chứ, nay chia tay, xong mai thèm bồ, hôm tối anh thì lần này chia tay thật rồi anh ơi. Ôi, thiệt. Thanh niên thanh đánh 7 trận thua 6 vô bóp 8 trận. Thề luôn, tao tưởng thế nào, tao cầm ly xin tao ganh thấy mẹ luôn, tao ganh quá trời ganh luôn. Từ đó về sau là anh tự đánh ra vét với mấy cái con gánh tim. Hai đứa này là thường xuyên rồi, toàn mấy lần, hai ngày chia tay lần hả? Hai đứa mẹ một tuần chia tay mấy lần? Thôi kệ nó, biết lỗi nhận lỗi là tốt, biết lỗi nhận lỗi là thôi. Mày yên, người ta đang kèo trên, từ từ người ta đang kèo trên. Hồi nãy người ta quýnh vét đúng không? Hồi nãy người ta quýnh vét đi chung với tôi, giờ tôi cầm quýnh vét tôi đi lại chung với người ta nè. Thích thì mua. Ai đây giờ hin đi, thiệt luôn á, bạn giờ hin đi. Bạn đánh giờ hin game này mới thắng. Thiệt luôn. Cầm Z gặp giờ hin khoái lắm. Bắt giờ hin cả là một đầu một người đang. Giờ hin đi. Chứ ta nói là chi chờ. Ê mà coi chừng một trứng á nha. Tim nó một trứng là nghỉ chơi đó. Happy birthday, happy birthday. Đây. Có cái clip Yuri đây nè. Nguyễn Thoại Cẩm Tú luôn rồi. À Yuri nó bị rip Facebook rồi. Có cái clip mà nó chúc mừng sinh nhật mát ghê luôn. Nhau đó con mình không phải con của đứa nào, con phải con của chung. Ông bây giờ một mình mấy ông làm sao mấy ông tạo ra một đứa được, phải có ai nữa chứ. Phải có ai cùng giao lưu và kết hợp mới tạo ra được đứa chứ. Cái RAM của mày cũng hai năm nữa. Mười giờ rồi đi, trời. Muốn bài luôn. Ăn uống xong rồi gì? Nay kiểu làm hòa nên rồi luôn, bạn kia tụt lỗi à? Ý hậu ông mít con luôn ha. Ui da, mày để yên, tao tập trung, tao xem bạn này có trứng không? À không có trứng. Ấy đừng bạn đau. Nói đi,
Nhận đi, level 3.